Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng hoạt động giao dịch chuyển nhượng của 762 pháp nhân liên quan vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm ngăn chặn các tổ chức cá nhân tẩu tán tài sản. Yêu cầu trên được Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đức ký gửi các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố. Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được văn bản từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có nội dung đề nghị phối hợp cung cấp thông tin tài liệu phục vụ điều tra. Đồng thời, cơ quan điều tra còn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp ngăn chặn các tổ chức cá nhân tẩu tán tài sản, thực hiện tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp của các công ty trên địa bàn thành phố thuộc sở hữu của các bị can cá nhân và công ty có liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cá nhân tổ chức tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần, phần vốn góp của các công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc sở hữu của các bị can cá nhân, công ty có liên quan vụ án nêu trên. Liên quan đến đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên địa bàn Hà Nội có 762 công ty nằm trong diện bị đóng băng tài sản do thuộc sở hữu của các bị can cá nhân, công ty có liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trước đó, ngày 7 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan, sinh năm 1956, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng ba đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân trong thời gian từ năm 2018-2019. Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Bộ Công an đề nghị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin các doanh nghiệp liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và một số doanh nghiệp khác.